chị em. Hôm nay mình hướng dẫn cho một số anh chị em mà mới mới bắt đầu chơi lan á, nhưng mình chưa biết cái cách mà tách chiếc ra hoặc là thay chậu á, thì một số anh chị em nhát tay không có dám làm. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh chị em. Đây là một cái calandro mình mới vừa nhổ nó ra để mình sang cái chậu cho nó. Đây cái chậu cũ của nó đây, nhỏ quá, mình đã tách ra. Nó đang có ngần bông rồi nè. Đó, giờ mình tách ra mình trồng. Thì đầu tiên mình có một cái chậu to hơn. Mình sẽ bỏ một ít mút vô này. Đó. Bỏ ít mút vô cho nó bớt cái phần giá thể chứ không có gì hết. Rồi. Đó, đây là than. Than thì mình bắt đầu mình hốt than mình bỏ vô đây thôi. Than hộp to thì nằm ở dưới, cái nhuyễn nhuyễn thì nằm lên trên. Sau đó mình có một ít mụn dừa, cái mụn dừa này mình bỏ vô đây để chủ yếu cho nó giữ cái độ ẩm, nó sẽ có một cái độ ẩm cần thiết. À, sau khi bỏ một ít mụn dừa đó làm lớp đệm thì mình sẽ bỏ một ít phân nén. Có một số anh chị em từ trước giờ trồng là không có bỏ cái phân điệm này vô. Thì khi mà mình không có bỏ cái phân điệm vô á, cái rễ của cái cây mới này nè, nó chui xuống dưới thì nó không có phân để nó phát triển. Mình bỏ vô vậy để khi mà cái rễ mới nó chui xuống dưới nó sẽ phát triển được tốt hơn. Rồi sau khi bỏ cái này vô một lớp vậy thì bắt đầu hốt tiếp một ít than nhuyễn, than thật là nhuyễn, bỏ lên trên. Rồi bây giờ là đã xong thì mình lúc khi mà mình trồng á, mình cứ để nó vô để cho nó đứng trên cái bề mặt đơn giản vậy thôi. Rồi lấy cái kẹp kẹp cố định nó lại, đừng cho nó đừng có chạy. Đó, sau đó thì mình buộc thêm một cọng dây, nói chung là làm sao cho nó cố định, nó đừng có bị lung lay cái gốc là được. Rồi chỉ đơn giản vậy thôi. Đó. Bỏ thêm cho em nó một lớp phân ở trên này nữa. Rồi cái than á, mà mình tại vì mình chưa có xử lý nó, cho nên là sau khi mình lấy vô về mình phải xịt nước nó, đừng cho nó ra mấy cái chất dơ của than á. Đó, rồi mình cứ xịt vậy thôi, xịt cho nó ra hết ba cái mụn đen của than, là cái thứ nhất, cái thứ hai để cho cái phân nén mà mình mới bỏ vô đó đó nó được mềm ra để cho cái rễ nó dễ ăn. Rồi thì vậy thôi. Rồi, chúc anh em trồng lan phát triển tốt và ra hoa đẹp nhé.